Cha, đây sẽ là 8 thỏi còn lại trong bộ sưu tập Colourpop Lipsticks của mình. Mình tin chắc rằng bạn sẽ chọn được ít nhất một tông màu yêu thích sớm thôi. Cùng bắt đầu luôn nhé. Mở đầu với thỏi nút nhạt nhất hôm nay, Button. Theo mình thấy thì em này khá dễ dùng với tông da phổ biến của người châu Á, được miêu tả như màu nút quả đào. Màu này khi lên da không hề làm bợt da và cũng không làm xỉn da, chỉ cần một chút phấn má nhẹ thôi cũng rất xinh rồi. Nếu bạn nào chưa xem hai phần trước thì Trang sẽ nhắc lại qua chất son satin của Colourpop nhé. Ấn tượng đầu tiên là cực kỳ mềm, quá lý tưởng cho những ngày môi hơi khô đấy. Son bám khoảng 3-4 tiếng và độ che phủ vừa phải. Tuy nhiên vì chất son mỏng và không bám tốt như matte nên chắc chỉ cho em này 7 điểm thôi. Tông san hô nhẹ nhàng, không quá sáng cũng không quá đậm, đúng như tên hãng đã miêu tả, Neutral Mid-Tone Coral. Màu này nhẹ nhàng và rất dễ thương. Đối với các bạn không muốn sử dụng màu son quá nổi thì bé này hoàn toàn có thể dùng đi học nhé. Như màu môi tự nhiên luôn. Cam. Mình không nhớ nổi đây là thỏi son cam thứ mấy rồi nữa. Chỉ biết là dù có bao nhiêu thì khi thấy một thỏi son màu cam mới vẫn không thể kiềm chế nổi. Hơn nữa vì yêu thích chất son matte hơn satin nên em này càng ghi điểm. Dòng matte của Colourpop vốn rất mềm rồi nên chỉ cần bậm vài cái là son tự tán đều ngay. Cái đầu dẹt dẹt cũng rất dễ kẻ viền môi nữa. Rất tiếc khi phải nói rằng em này không hề hợp với da của mình. Nếu là các bạn da trắng hồng thì sẽ cực kỳ xinh, màu son sẽ hài hòa với khuôn mặt và trông rất tự nhiên. Nhưng vì da mình chứa nhiều sắc tố vàng hơn nên những màu thế này sẽ tạo cảm giác rất chóe. Son còn hơi có chút neon nên khi đánh cả môi tạo hiệu ứng đập vào mắt chỉ thấy mỗi son trên mặt thôi, trông buồn cười lắm. Đây chính xác là màu mà Trang thích nhất trong dãy 8 thỏi của video này. Và mình tin rất nhiều bạn cũng sẽ mê mẩn màu này luôn. Lý do chính là vì tông này cực kỳ hợp da, hầu như không kén da là mấy. Màu san hô đất rất lạ và sẽ không bị trùng với bất kỳ tông son nào mà bạn đang có. Hơn nữa, cùng là satin nhưng mình thấy độ che phủ của em này tốt hơn các bạn vừa swatch. Một phần đúng là vì tông màu càng đậm hơn thì chất son cũng dày hơn đôi chút. Son lên môi không hề bị già mà cực kỳ tự nhiên. Còn nhớ Relentlessly Red, tông hồng gây đau tim của MAC chứ? Đây chính là bản đúp hoàn hảo đấy, chỉ có điều giá em này thấp hơn nhiều và chất son thì mềm hơn thôi. Nếu từ trước đến nay son hồng không phải sự lựa chọn phù hợp với bạn thì đây chắc chắn sẽ là ngoại lệ. Màu son này sẽ làm khuôn mặt chúng mình sáng bừng như được chiếu đèn vào. Da hơi ngăm dùng sẽ sáng lên nhiều, và da đã trắng rồi thì còn sáng hơn nhiều nữa. Nói chung là nhất định phải có. Nếu bạn nào đang cần tìm kiếm một tông đỏ cổ điển không pha màu gì khác thì đừng bỏ qua Fighter nhé. Không như các sắc đỏ khác thông thường có base hồng ở dưới, ngay từ khi đánh lòng môi chúng mình đã thấy em này thuần đỏ rồi. Rất đẹp và quyền lực. Chính vì thỏi son trước quá lâu trôi nên giờ mình cần đến sự trợ giúp của chế khuyết điểm để chấm quanh viền đây.
Là một fan trung thành của tông son đậm, mình xin ngả mũ trước độ long lanh của em này, quá mê. Ngay khi mở nắp ra đã liên tưởng đến màu diva của MAC, đến khi tô lên môi thì đúng là như chị em sinh đôi luôn, thích dã man. Colourpop đang ngày càng chứng tỏ sức hút của mình ở thị trường Mỹ và rất nhiều nơi trên thế giới vì bảng màu son đa dạng và chất lượng thì cực kỳ tốt. Hầu như đều có đúc với các dòng son giá cao hơn gấp nhiều lần. Điển hình là MAC, sơ sơ mình cũng đã tìm được gần 10 màu y hệt rồi. Vẫn đang suy nghĩ xem video tiếp theo nên về son gì đây? Nói cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Link nhạc có đính kèm ở phần description nếu các bạn muốn nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye!